Năm 1945, Rolex đã ra mắt dòng đồng hồ Datejust đầu tiên trên thế giới với ô cửa sổ báo ngày, đánh dấu sự khởi đầu của một huyền thoại. Datejust được xem là một chiếc đồng hồ đầu tiên sở hữu ô nhảy lịch thông minh, tạo nên một bước tiến đột phá trong ngành chế tác đồng hồ. Phiên bản Rolex Datejust 126334 tại kỳ lân Luxury mang đậm tinh thần cổ điển của dòng Datejust nguyên bản nhưng vẫn hiện đại và thời thượng. Với kích thước 41mm, đồng hồ này phù hợp với cổ tay của các quý ông, tôn lên vẻ nam tính và đẳng cấp. Đồng hồ được chế tác với khung vỏ Oyster bằng thép không gỉ và vàng trắng 18K. Vành bezel rảnh từ vàng trắng nổi bật nhờ lớp đánh bóng sáng lấp lánh, có khả năng bắt sáng tuyệt vời. Vỏ và dây đeo từ thép Oyster Steel, độc quyền của Rolex, không chỉ chắc chắn mà còn chống ăn mòn, giữ cho cổ máy luôn bền bỉ và sáng bóng. Điểm nổi bật của Rolex Datejust 126334 chính là mặt số xanh được chải tia tỉ mỉ, kết hợp với các chi tiết màu bạc, tạo nên một thiết kế hài hòa và tinh tế. Các cọc số dán chữ nhật được phủ lớp phát quang Chromalight, cho phép xem giờ dễ dàng ngay cả trong bóng tối. Đồng hồ sở hữu bộ máy tự động Calibre 3235, một cỗ máy tiên tiến với tần số hoạt động 4Hz. Bộ máy này cung cấp khả năng dự trữ năng lượng lên đến 70 giờ. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.